Xin được chúc tất cả cô chú anh chị các bạn một buổi sáng an lành. Hôm nay ngày 11 tháng 4 năm 2019, vườn lan Trung Mã sẽ gửi tới toàn thể cô chú anh chị các bạn những giò lan thuần và những hàng combo cũng như là hàng kg giá rẻ để cho cô chú anh chị các bạn yêu hoa phong lan khắp cả nước để sưu tầm. Và cô chú anh chị và các bạn đừng quên số điện thoại mà để đặt hàng, đó là số điện thoại 0868376205 và số điện thoại 0949261918. Em tên là Mã Bảo Trung, em sống ở tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu sơ qua một chút những cái giò lan giáng hương đuôi cáo em trồng thuần được 6 tháng ở tại mô hình vườn nhà em. Và một cái giò lan như thế này, lúc nãy thì em có quay rất là nhiều rồi. Một giò lan giáng hương đuôi cáo nó từ từ 10 cho đến 12 ngọn nhé. Dao động từ khoảng 8 đến cho đến 12 ngọn thì em nói tầm tầm như thế. Và với một giỏ lan như này em bán giá là 280.000 nhé. Bán buôn nhé. 280k cho một giỏ này. Bán lẻ em bán 350. Đó. Bán buôn bán lẻ cho toàn thể cô chú anh chị các bạn sưu tâm. Và đặc biệt là em có thể ship hàng qua bưu điện hoặc là có thể ship xe được khắp tất cả nước nhé. Thì chúng ta có thể là ai có nhu cầu hoặc là ai có ý định kinh doanh hoa phong lan rừng thì hãy liên lạc với nhà vườn cũng như là liên lạc với bản thân em để em tư vấn cho cô chú anh chị các bạn về cách đặt hàng cũng như là cách hình thức gửi xe để cho cô chú anh chị các bạn yên tâm khi đặt hàng với mô hình chúng em ạ. Rất là nhiều. Và giáng hương đuôi cáo hiện tại bây giờ nhà em có tổng khoảng vài nghìn giò, khoảng 6.000 giò để phục vụ cho cô chú anh chị các bạn khắp cả nước, yêu hoa phong lan khắp cả nước. Và em cũng xin phép được nói kỹ hơn cái mặt hàng lan giáng hương đuôi cáo này. Đây là hàng giống chưa một lần bói hoa thôi nhé. Hàng này là hàng chưa một lần bói hoa. Đấy. Hàng này chúng em nuôi từ cây con trở lên đây. Nuôi từ cây nó 4 lá trở lên. Đấy, 4-5 lá trở lên. Và những mỗi chậu như thế này chúng em trồng cũng rất là ổn rồi. Đang có rễ bắn ra rồi. Đấy. Và chăm rất là dễ luôn. Cái này thì khi mà khách hàng mua về chỉ cần tưới nước thôi. Tưới nước và cho em cho thêm một cái túi phân tan chậm lên trên mặt trên. Để cây nó phát triển là được ạ. Đó. Hiện tại mô hình của em có khoảng vài nghìn giò, chúng ta có thể là mua xỉ lẻ ngay từ bây giờ với mô hình với nhà vườn chúng em nhé. Đây là lan giáng hương đuôi cáo, một loại lan rất là dễ trồng, dễ chăm và nở hoa vào tháng 6, tháng 7 dương lịch. Thì nó nở hoa vào Tết như thế này, vào hè như này thì em tin chắc rằng là ở bất kỳ vị trí địa lý nào của cả nước Việt Nam mình có thể đều trồng được và có thể chơi được cái loại lan giáng hương đuôi cáo này. Rất là nhiều ạ. Còn địa lan Trần Mộng, đây là những chậu địa lan Trần Mộng thuần của gia đình chúng em. Chúng em vẫn có thể là bán và giao lưu, trao đổi với toàn thể cô chú anh chị các bạn. Những giỏ này thì nở hoa vào Tết. Đấy. Hiện tại bây giờ thì chúng ta có thể thấy là có những bông đang nở vào cuối và nó gần tàn thì chúng em còn chưa cắt đi này. Đấy, chúng em chưa lấy kéo cắt đi đây. Đấy, còn những cái bông nữa gần cuối kia. Và với một chậu như to như này thì năm tới này thì chắc chắn nó sẽ có hoa. Đấy, còn lượng hoa nó nhiều hay ít như thế nào thì em cũng chưa biết được là nó bao nhiêu hoa nhưng chắc chắn nó sẽ có hoa. Đấy, như hai chậu này thì nó rất là to này. Đấy, hai chậu này thì đường kính nó phải đến 1m2. Cái mặt mặt và diện tích cái lá và cái giả hành của nó phải đạt đến tầm khoảng 25 cho đến 30 35 củ. Đấy, những cái củ rất là to này, những cái chậu rất là to này. Đấy, chúng ta có thể mang về thuần dưỡng tại vườn của mình, vừa chơi lá, vừa chơi chậu, vừa chơi lá, vừa chơi cái màu xanh của cái địa lan Trần Mộng này, nó cũng rất là đẹp. Một chậu như này thì em bán tầm khoảng 2 triệu rưỡi, chậu to như thế này. Đấy. Còn chậu bé hơn thì em sẽ bán 1 triệu. Chậu này rất là to, chậu này phải 2 người khiêng. Ngoài ra thì ở phía bên kia thì em còn có rất là nhiều giò tán giáng hương tam màu sắc. Hàng thuần 52, 53, 54 của vườn em. Thì hôm nay thì em cũng chỉ mang xuống 3 giò để quay cho cô chú anh chị các bạn cùng lựa chọn thôi. Đấy, còn ở phía trên thì chúng em còn có rất là nhiều. Đấy. Còn có rất là nhiều và chúng ta có thể lựa chọn thoải mái. Đây là mấy cái giò mà lúc nãy em còn nói là những giò tam bảo sắc thuần 52, 53, 54 của nhà em. Thì hôm nay em mang xuống 3 giò để giao lưu với toàn thể cô chú anh chị các bạn. Giò này có 6 ngọn nhé, nhưng mà ngọn rất là dài này. Đấy, ngọn rất là dài. Đây là giò số 1 đây, giò này có 6 ngọn và rất là dài. Nó dài tầm khoảng 1 mét cơ. Đấy. Và với 6 ngọn dài thuần 4 năm như thế này thì em bán cái giỏ này là 850k nhé.
850 cho giỏ này. Hiện tại đang có nụ ạ. Đấy, em bán cho cô chú anh chị các bạn sưu tầm thôi. Đó, giá cũng không như thế là chấp nhận được ạ. 850 cho cái giỏ số 1 này. Giỏ số 2 nhờ bạn bạn nhấc lên cho anh để em đặt xuống được mà. Đây giỏ số 2 với giỏ số 3 đây. Đây là giỏ số 2 có 13 ngọn nhé. Các bạn đếm rất là kỹ rồi, giỏ này cũng là thuần năm thứ 3 rồi. Và giỏ này ngọn rất là dài này. Đấy, giỏ này em bán 1,5 triệu ạ. Giỏ này bán 1,5 triệu nhé. Đấy, em có thể quay cho khách hàng xem hết cả toàn bộ tổng thể giỏ. Quay hết tròn hết đi. Ôi, quay chậm thôi. Đó. Giỏ này có 13 ngọn nhé. Đấy, 1,5 triệu cho giỏ đấy ạ. Thuần 53 rồi. Chúng ta có thể là mua cái giỏ thuần này về ốp vào một cái cây, một cái giá thể khác. Vì cái giá thể này thì nó cũng tương đối là nó mục rồi. Thì chúng ta có thể mua về chúng ta ốp vào một cái giá thể khác. Ví dụ như lũa, ví dụ như cây tươi ở trong vườn chẳng hạn, chúng ta có thể ốp vào và trồng luôn. Hiện tại bây giờ hoàn toàn cây đang có nụ. Đấy, chúng ta mua về có thể chơi được mặt hoa luôn đây. Đang có nụ đây. Đó. Ở đây còn giỏ này là giỏ thứ 3 này. Giỏ này không biết là có bao nhiêu ngọn đây. Đấy, giỏ này thì có khoảng 16 ngọn này. Ôi, giỏ này rất là đẹp này. Đấy, từ từ em. Giỏ này, em đứng sang bên này đi. Đấy, em quay cho. Giỏ này cũng thuần 53. Giỏ này có tổng khoảng 16 ngọn. Giỏ này em bán 1,8 triệu nhé. Đấy. Đó, một giỏ rất là to ạ. Ở ngoài thì nhìn đẹp hơn. Ở trong video rất là nhiều. Đấy, tuy nhiên là giỏ này thì nó nhiều ngọn, nhưng mà ngọn của nó lại ngắn, ngọn của nó dài được tổng khoảng 30 cm được ạ. Đấy, 30 cm. Đó, vừa rồi là có 3 giỏ tam bảo sắc đẹp nhất rồi. Em mang 3 giỏ đẹp nhất xuống để ghi hình. Còn lại có những giỏ sẽ là giá 700, 800, 1 triệu là em vẫn để ở trên giàn rất là nhiều. Cô chú anh chị các bạn có thể lựa chọn. Ở đây là những giỏ cáo thuần 52 này. Giỏ số 1 này có 3 cây này. Giỏ này có một cây nằm bị nghiêng này, con này cây này bị tuệ lá này, và hai cây này còn có 3 cây rất là đẹp nhé. Đây. Giỏ này là giỏ số 1. Giỏ số 1, giỏ này em bán giá là 450k nhé. Đấy, cho 4 cây này, 450k. Mà thuần được năm nay năm thứ 3 thì với giá đấy thì chấp nhận được ạ. Số 2 có 4 cây. Giỏ này em cũng bán 450 này. Đấy. Giỏ này thì nó lệch cây ạ. Tuy nhiên cây này rất là lá, bản lá rất to này. 450. Giỏ số 3 có 2 ngọn này. Những ngọn bé em không tính này. Em chỉ tính hai ngọn to, và giỏ này thì hình như nó bị ngược hoa, nó đang có hoa này. Giỏ này có hai ngọn, ngọn bé, những ngọn bé này em không tính đâu nhé. Em chỉ tính hai ngọn này thôi. Đấy. Giỏ này bán 300.000 nhé. 300.000 cho giỏ số 3 này. Rồi, tất cả những hàng thuần cũng như là hàng em trồng năm 1, năm 2, năm 3 em đã giới thiệu qua xong rồi. Đây là hàng kg này. Em bán phi điệp vàng giá là 170.000 một cân nhé. Đây. Đấy, 170k 1 kg. Đó. Kiếm đỏ em bán giá 80.000 một bó này. Đấy, hàng rất là đẹp ạ, hàng mới về luôn đây. Đây hàng mới về. Phía trong này còn rất là nhiều mặt hàng đây. Điện Biên Đông 150k 1 kg. Hoàng thảo Điện Biên Đông đây. Nhất điểm hoàng 100.000 một cân ạ. Bao hàng đẹp cho khách hàng luôn. Riêng những mặt hàng này thì nó đẹp trên từng cây luôn ạ. Đây. Đó. 100k một cân ạ. Ngọc thạch 3 màu 180k 1 kg. Cũng bao hàng đẹp nhé. Những cây nào bị, cây nào bé này, cây dập, cây gãy, cây hỏng thì chúng em đã mang ra để ghép, để trồng hết rồi. Còn lại những hàng nó tương đối một chút thì em để bán lại cho cô chú anh chị các bạn sưu tầm. Và cái hàng hoàng thảo chuỗi ngọc này, hàng này thì em xin phép được nói là hàng này là nó hơi héo một tí này, rụng lá này, héo này. Và hàng này em bán thanh lý 100.000 một cân nhé. Hàng này thì về chất lượng thì em không đề cập thêm, bởi vì em bán giá 100.000 là mọi người cũng biết là chất lượng nó như thế nào rồi. 100.000 một cân, và em bán từ 1 cân trở lên ạ, em không bán nửa cân nữa nhé. Hoàng thảo vảy rồng 150k 1 kg. Lô này thì nó tương đối là hàng dề, mê dề nó bé hơn một tí này. Đấy, mê dề bé hơn một tí, 150k một cân ạ. Loại này nở cùng với lại giáng hương đuôi cáo với lại phi điệp tím Cao Bằng, đó là vảy rồng Bắc đấy ạ. 150k một cân nhé. Phía bên này em còn một chút mặt hàng nữa này. Hoàng thảo đùi gà tròn em bán giá 220.000 1 kg. Lô này cây rất là ngắn và
Có thể nói là cái này là dân đã khai thác ở trong rừng được tầm khoảng 1 tuần rồi. Khi mà mang ra để bán ra thị trường ấy thì cây đã rụng bớt rất là nhiều lá rồi, nên là nó rất là nhẹ về kg. Đấy, 1 cân chúng ta được khá là nhiều. Và lan rừng thì sức sống của nó rất là mãnh liệt, nên là mọi người không sợ nó bị chết được. 220.000 một cân ạ. Phong thảo Hoàng Lạp thì bên kia 160.000 một kg. Bao hàng đẹp như hình nhé. Đấy, Hoàng Lạp em có khoảng 12 kg thì đấy. Đây là nhất điểm hồng nhé. Nhất điểm hồng em bán giá 170.000 một cân này. Bao cũng hàng đẹp cũng như hình luôn này. Có khoảng 8 cân này. Đó, em không dừng hình nữa mà em quay lên trên này luôn. Đây là sóc lào nhé. Bán giá 100.000 một bó. Một bó được tổng khoảng 1 đến 2 chậu lan này. Đấy. Chúng ta có thể thấy là cái này là cây rất là ổn và đẹp đây. 100k một bó này. Đó. Cái này xếp V luôn ạ. Đây. Lô này thì nó rất là tươi nhá. Hàng này thì khai thác từ bên Lào về, nên là chúng ta có thể ngâm qua chế phẩm của Nguyễn hoặc Atomic để sau đấy thì hãng trồng, bởi vì nó mất một quá trình rất là dài khi mà về đến Việt Nam và đến tay người tiêu dùng. Còn đây là kim điệp. Kim điệp xuân nhé. Giá 160.000 một kg ạ. Đấy, em còn bằng này. Đấy mọi người đây, em từ trước giờ em bán hình như là cái lô đấy em nhập là hơn 3 tạ kim điệp xuân. Và bây giờ còn bằng này đây. Đó. Em bán dần. Giá 160.000 ạ. Giáng hương đuôi cáo 250k một kg. Hôm nay có một cây rất là to này. Không có cây to như này đâu nhé. Chỉ có một mỗi lô lâu lắm rồi em mới nhìn thấy một con cây to như này. Đấy, nên là khách bảo lựa chọn cây to như này hết thì chắc là em không chọn được. Mọi người thông cảm nhé. Em chỉ bán hàng giống tầm tầm như này thôi. Đấy, 250 một cân ạ. Bao hàng đẹp cho cô chú anh chị các bạn ạ. Đây. Giáng hương đuôi cáo đây. Đó. Rất là tươi và mới, hàng cực hàng ngày nào về thì hết ngày đấy. Riêng giáng hương đuôi cáo, bởi vì thực ra cái dòng chơi lá này mình không để lâu được ạ. Không để lâu được ạ. Ngày nào về phải hết ngày đấy luôn. Không thì nó sẽ bị héo xuống lá rất là nhiều. Cuối cùng em xin phép được giới thiệu, đây là cái combo. Ở nhà em thì hay quen bán cái combo cho khách hàng. Thì một combo của dành chúng em xếp từ 10 cho đến 13, 14 loại lan. Nhưng không biết là hôm nay là các bạn xếp bao nhiêu loại để em đếm nhé. Thì 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13. Có loại nào nữa cho thêm một loại nữa, cho 14 loại đi. Số 13 nó không được đẹp cho lắm. 14 loại nhé. 14 loại lan cho một combo này. Hôm nay em bán 500k cho 14 loại lan. 14 loại lan nhé. 500k cho một combo. Một combo có 14 loại này thì chúng ta có thể ghép được 14 cho đến 18 giò lan. Đấy. Thì giá so với giá thị trường nó rất là rẻ, và với 500.000 chúng ta được sở hữu 14 loại lan cơ. Đấy. Rất là thoải mái và cũng khá là dễ dễ dàng để cho cô chú anh chị các bạn lựa chọn. Ở buổi sáng hôm nay thì em đã cập nhật xong những mặt hàng mà chúng em muốn giao lưu trao đổi toàn thể cô chú anh chị các bạn. Thì cô chú anh chị các bạn lấy loại gì thì lấy số lượng bao nhiêu thì vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp vào hai số điện thoại mà em nói ở đầu video nhé. Đấy. Thì chúng em sẽ nhận đơn hàng và sẽ chuyển hàng cho cô chú anh chị các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Cái dịch vụ chuyển phát của chúng em ấy là cái dịch vụ GMT, một cái dịch vụ rất là nhiệt tình và cũng rất là quan tâm tới khách hàng. Và phát chuyển phát ấy, cái vấn đề chuyển phát cũng cực kỳ nhanh và hiệu quả, nên là em cũng bản thân em và tất cả các bạn cũng hãy yên tâm về cái dịch vụ GNT, một cái dịch vụ rất là mới. Cuối video thì em xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể cô chú anh chị các bạn đã luôn quan tâm và đồng hành với shop cũng như nhà vườn để chia sẻ với chúng em những cái kinh nghiệm cũng như là cái sự quan tâm đặc biệt của tất cả khách hàng dành cho bản thân em và mô hình. Chúng em xin cảm ơn nhé.